Hello, hello, xin chào các bạn.
Tôi là Quang đây. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip đó là đi uống cà phê nấu đá. Đây cà phê nấu đá mà tôi đã pha sẵn đây rồi. Đây bây giờ thì không linh tinh liên tuyên nữa, bây giờ tôi sẽ uống cà phê nấu đá. Đây, bây giờ xem hương vị cà phê nấu đá sẽ như thế nào đây. Một ly cà phê này đây. Đây. Tôi nhận một tí luôn. Rồi bây giờ thì không linh tinh liên tuyên nữa, bây giờ tôi sẽ uống đây. Ok, xong. Đấy các bạn, bây giờ tôi sẽ uống cà phê xong rồi. Đấy, tôi vừa uống xong, tôi uống cà phê xong, tí nữa tôi ngủ trưa để chiều dậy mà đi học. Rồi, đấy các bạn à, nhưng mà bạn nào muốn uống cà phê thì uống, mà cho đá vào uống cho nó mát. Nhưng mà bạn nào mà hay hoặc là uống cà phê ngoài quán, hay là cà phê đen đá và cà phê sữa đá ở ngoài quán này uống rất là ngon và dễ chịu luôn. Rồi đây là bây giờ tôi uống xong rồi, bây giờ tôi sẽ đi rửa cốc đây. Vâng, nhưng mà là đấy là, nhưng mà video của tôi đã xin kết thúc lại ngay tại đây. Và tất cả các bạn xin chào, và mình xin kết thúc video đây. Nhưng mà mình uống cà phê cảm thấy là tuyệt vời. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Ok, bye bye. Đây, quên, bây giờ mình đi rửa cốc. Bye bye.